Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện học sinh ở Hà Nội bao giờ mới có thể trở lại trường là vấn đề được các phụ huynh quan tâm. Chia sẻ về thắc mắc này, ngày hôm nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Trương Ngọc Anh cho biết, khi hoàn thành việc tiêm chủng cho học sinh cấp 2 và cấp 3 trên địa bàn thành phố, thành phố sẽ tính toán để các khu vực vùng xanh mở cửa lại các trường học. Ông Trương Ngọc Anh cho biết, vấn đề đi học là nhu cầu chính đáng và xác đáng của các bậc phụ huynh và nhân dân, bởi ngay bản thân ông cũng là phụ huynh của học sinh. Tuy nhiên, trong hơn 3.000 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn trong thời gian qua, có đến 22% người mắc thuộc nhóm dưới 18 tuổi. Ông Trung Ngọc Anh nhấn mạnh, dù đây không phải là nhóm nguy cơ nặng cao, song thành phố tuyệt đối không chủ quan khi họ đều chưa được tiêm vaccine. Ông Ngọc Anh cũng cho biết vào cuối tuần này, Hà Nội dự kiến tiếp nhận 379.000 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh cấp trung học phổ thông và tuần sau thành phố có thể tiếp tục nhận thêm khoảng 309.000 mũi vaccine cho học sinh cấp trung học cơ sở. Dự kiến thứ ba tuần này nhận được vaccine cho học sinh cấp 3 nếu tiêm đủ hết cho toàn bộ, dự kiến sang tuần sau là tính toán cho học sinh cấp 3 ở các vùng xanh đi học trở lại thưa quý vị người đứng đầu thành phố hà nội cũng chia sẻ thêm hiện đã xây dựng kế hoạch và sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 12 cho tới 17 tuổi ngay sau khi được phân bổ vaccine và căn cứ vào lượng vaccine mới được phân bổ có thể có kế hoạch trọc sinh trở lại trường việc này thì không thể kéo dài sang đến năm 2022.